Xin chào tất cả quý vị khán giả. Quý vị ơi, ngày hôm nay quý vị có biết Mira Trần đang ở đâu không? Mira vừa mới đáp chuyến bay của mình lúc sáng nay và đến với Bangkok của Thái Lan. Và Mira vừa mới tập xong chương trình cùng với cô Shanda và vừa mới khởi động xương cốt xong. Và nói chung là rất là sẵn sàng để cho cuốn Thúy Nga lần này của chúng ta, đó chính là 136 hành trình 40 năm của trung tâm Thúy Nga Brisbane. Mà bây giờ em mới tập xong em đói bụng quá. Bây giờ mình sẽ tìm cái gì đó ăn uống ha. Nhưng mà ăn cái gì để cho nó mát mát ta, nó thanh lọc cơ thể. Trà sữa. Nó cũng không thanh lọc lắm đâu. Dạ. Nhưng mà thôi, mình sẽ đi kiếm một chút trà sữa để cho nó ngọt ngọt để chúng ta dễ trò chuyện với nhau hơn nha. Ok, let's go. Đây là trên cái đoạn đường mình sẽ đi ra từ đây chính là cửa của sảnh, cửa Siam Paragon. Đây là cái nhà hát, ở trong sẽ là nhà hát. Và mình bước ở đây sẽ là một cái đoạn đường dài. Và ở đây mọi người có thể thấy là chúng ta có rất là nhiều những rạp chiếu phim rồi này kia này. Đó, rất là rộng và rất là đẹp. Sẵn sàng cho bao nhiêu ngàn khán giả đến đây cùng với Thúy Nga luôn. Mật mí một chút xíu là ở Thái Lan này, một khi mình đã xuống dưới rồi, nó sẽ là một cái food court, một cái khu ăn uống rất là hoành tráng và rất là lớn. Bao nhiêu món gì cũng có, món và đặc biệt đồ Thái rất ngon, này tâm dung rất ngon. Và những món mà hồi xưa giờ Mira đi Thái Mira rất thích. Và có cả những món Việt Nam nữa. Ok, let's go. Thì trong lúc mình đang đợi thang máy đi xuống thì Mira cũng xin kể về cái câu chuyện 82 kiếp nạn của em, làm sao để mình qua được với Thái Lan ha. Thì you know, like cái hiện tại thì cái passport cũ của em á thì là nó bị vô tình hay chứ em về Mỹ nó bị dính nước. Mà em không có ngờ là khi mà em đem nó đi phơi rồi thì cái mực ở trong cái passport nó bị lem. Và cái mặt của em á, cái môi á, cái son môi á, nó lem lên tới cái gò má luôn. Thành ra là mấy anh ở ngoài hải quan mấy anh không có chịu. Mà em thì cố gắng để thuyết phục là bên Việt Nam để cho mình đi, nhưng mà ở bên Thái họ không nhận passport của em, nên thành ra là em chưa kịp bay qua. Nhưng mà em cũng, you know, like em cũng cố gắng để tìm cách làm sao để mà mình có thể làm được một cái passport càng sớm càng tốt. Nhưng mà rất là may mắn, trước ngày diễn mấy ngày thì em đã có kịp cái passport mới của mình, cái hộ chiếu của mình, để mà em quay qua. Vừa mới tới luôn là em vừa mới đáp và phải chạy vô tập nhảy luôn, nên là nó cũng có nó có hơi gọi là hơi gian truân chút xíu đó. Nhưng mà trộm vía là tất cả mọi thứ hiện tại là em sắp sửa được ăn uống này kia, sắp được tập luyện này kia và vào cái guồng làm việc. Và em rất là hào hứng để gặp tất cả những quý vị khán giả trong hai show diễn lần này, ngày 29 và 30 tại Siam Paragon, Thái Lan. Thúy Nga Brisbane, let's go. Ok quý vị, và bây giờ chúng ta đã tới thiên đường ăn uống Food Court Paradise của Thái Lan tại Siam Paragon rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đi kiếm trà sữa thôi. Let's go. Ok, em đã tìm được cái quán trà sữa chân ái của em cho ngày hôm nay. Nhưng mà bây giờ mình phải xếp hàng để đi vô mua. Đây là chắc là rất là ngon nên mọi người thấy là chuyện deadline rất là dài. Ok, let's go. Ở đây có nhiều món mà nhìn thú vị lắm, mọi người nhìn là kiểu là muốn ăn liền. Nhưng mà cái bụng của mình nó cũng có giới hạn, và với lại cân nặng của mình cũng phải siết có một cách có, nó cũng phải có một cái gì vừa đủ, mình không được để cho quá mập. Mình nhìn cái gì cũng muốn ăn hết. À, I got everything. Ok mọi người, bây giờ là chúng ta sẽ cùng quay lại thang máy và chúng ta hãy cùng lên lại sảnh Siam Paragon. Hello mọi người, và bây giờ thì Mira đã có trên tay của mình để trà sữa hoa hồng rồi. Và bây giờ nó gọi là Rose Milk Tea đó mọi người, mà dịch ra tiếng Việt là trà sữa hoa hồng đó. Thì Mira sẽ còn trong những ngày tới sẽ còn dành nhiều thời gian để mà tập luyện và sẽ ăn uống tại Siam Paragon. Và đừng quên ngày hôm nay Mira muốn nhắc với tất cả quý vị một điểm rất 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 đặc biệt và quan trọng, là quý vị hãy nhanh tay lên và sở hữu những chiếc vé cuối cùng của hai show diễn vào ngày 29 và ngày 30 tháng 7 này tại Siam Paragon của Thái Lan. Và Thúy Nga Brisbane rất là hạnh phúc để được chào đón tất cả quý vị, và hy vọng là tất cả quý vị sẽ đặt vé và cùng bay qua Thái Lan để mà chúng ta có thể xem những tiết mục thật là hay và trình diễn thật là hoành tráng của trung tâm Thúy Nga lần này, hứa với tất cả quý vị sẽ rất là thú vị và đặc sắc. Và mình sẽ dành tặng cho tất cả quý vị một ca khúc mới toanh hoàn toàn cùng một sự kết hợp đặc biệt. Với ai thì mình sẽ không bật mí đâu. Nhưng mà sẽ gặp tất cả mọi người vào ngày 29-30 nha. See you. Và bây giờ mình đang đi tập tiếp đây. Ok, bye bye tất cả mọi người. Love you. Bye.